tội nghiệp em xin cầu. Mọi người thì sự gì đến đến đây thì cô cũng xúc động khi cũng nói là gia đình khá khó khăn, khi là bao cố gắng của cô gây dựng được cái gia đình này thì cuối cùng lại bị người chồng là bắt hai mẹ con ra ở riêng như này đó. Xin chào tất cả mọi người nhá, chào mừng mọi người quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Ở trong cái chương trình ngày hôm nay, Mỹ Linh lại tiếp tục quay trở lại thôn Há Ía thuộc xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Và cái video trước thì mọi người cũng theo dõi và theo chân Mỹ Linh đi vào thăm một cái hoàn cảnh, đó là anh Nô, một người đàn ông rất là kỳ lạ, là sống cùng với mẹ. Thì sau khi mà Linh vào đó thì mới tìm hiểu được cái câu chuyện được rằng là hai mẹ con thì anh Nô thì cũng không được minh mẫn lắm từ lúc nhỏ rồi. Và bây giờ hiện tại là anh đã là 31 tuổi và bây giờ đang sống cùng với mẹ ở trong một cái khoảng ngôi nhà nó rất là nhỏ luôn các bác ạ. Đó, thực sự là sau khi vào tìm hiểu cái câu chuyện đó thì Linh cũng biết được rằng là chồng là đuổi vợ với cả con là cho ra ở riêng một cái góc nhà rất là nhỏ, cũng chỉ tầm khoảng là đến 10 mét vuông thôi. Đó thì sau khi mà Linh vào đến đó thì Linh cũng biết được cái câu chuyện này rằng cô thì cũng nghe cô là cũng bị chồng say rượu đánh đập. Đó, thực sự là khi Linh vào thì Linh nghe được cái câu chuyện này thì Linh cảm thấy là rất là tủi. Bản thân Linh khi nghe được câu chuyện này Linh cũng rất là buồn. Và cũng nhìn cái ngôi nhà nó hai mẹ con ở trong một cái khoảng ở là nó quá là bé các bác. Thực sự là khi ở một cái khu vực đó nó chỉ là giống như một cái buồng ngủ thôi, nhưng mà cái buồng ngủ đó nó lại thêm cả bếp này với cả những cái đồ linh tinh, những cái đồ gọi là nấu ăn của gia đình. Đó, thì khi vào thì cũng biết là anh Nô thì cũng phải ngủ ở trên cái góc xếp và không có chăn. Mà hiện tại thì mọi người cũng biết là ở trên cái khu vực vùng cao mùa đông này rất là lạnh. Hiện tại là đang ở trên Mèo Vạc đang rơi vào 4 đến 5 độ C. Đó, thực sự mà khi anh mà ngủ ở trên cái góc xếp đó thì thực sự là đối với bản thân Linh, Linh cảm nhận thì chắc là buổi tối anh ngủ rất là co ro. Tại vì là anh không được minh mẫn nên anh cũng không nói gì với mẹ cả. Đó, thì sau khi là biết được cái câu chuyện được rằng là chồng không cho ở cả con trai út, đó là hai bố con là đuổi mẹ với cả anh Nô không được minh mẫn đó, gần giống như cả là bị khuyết tật với cả không được minh mẫn đó, ra ở một cái phòng buồng rất là nhỏ và ngăn cách cái ngôi nhà của gia đình. Đó, thực sự là Linh mới nói rằng là khi mà mình đi lấy họ, mình cùng với họ phát triển kinh tế, xây dựng ngôi nhà từ lúc mà hai vợ chồng không có gì. Sau đó thì bây giờ thì lại thành ra là khi mà về già rồi lại bắt đầu là chửi nhau, đuổi nhau, không cho ở cùng. Đó, anh Nô thì cũng rất là thương. Đó, thế nên là khi vào đó thì Linh thấy là gia đình cũng không có một thứ gì gọi là giá trị trong gia đình, trong nhà đó. Đồ ăn thì cũng không có, gạo cũng không có, chắc là cũng chỉ ăn mèn mén thì... khi mà Linh lên cái gác đó thì Linh có nhìn thấy là trên gác nó không có gì. Đó, hiện tại thì Linh vào để Linh đã quyết định là mua một bao gạo, một thùng mì, chăn và chiếu cho gia đình nhà anh Nô đó. Thì thực sự là cái số tiền này thì Linh tự bỏ tiền túi ra, cũng chỉ mua gần 1 triệu đồng thôi. Xin chào nhá. Vừa rửa tay cho anh Nô rồi à? Vừa rửa mặt rồi, sạch sẽ rồi. Đó, đang định bảo là tí vào không rửa tay cho. Nhá, lạnh không? Mang cái này lạnh không? Ui ui, buộc cái này vào này đấy, no quá để run hết rồi. Ui ui, các bác, hôm nay thì đó thì sau khi Linh thấy cái cuộc sống của hai mẹ con này thì Linh mới quay trở lại đây và Linh trao cái phần quà cho gia đình, buộc cái này vào mới không lạnh này. Đấy nhá. Mình mang cái này vào nhà trước nhá, vào một chén đây đi nhá. Đây anh Nô, anh Nô cầm này. Đấy. Đấy, để Linh cầm cái này nặng cho. Đó thì sau khi là đến với gia đình thì ngại à, anh Nô cười. Đó, thực sự khi mình biết được cái câu chuyện của gia đình thì Linh cũng rất là thương và cũng quyết định là hôm nay quay trở lại để mua
những cái đồ nhu yếu phẩm cho gia đình, để gia đình có thể sử dụng. Đó, mọi người thấy rằng mẹ mặc những cái áo rất là rách này. Đó, không có áo để mặc các bác. Chắc là khi là biết là Linh đến thì à, mẹ cũng mặc quần áo cho anh Nô này. Nó cái quần rất là to các bác. Anh thì bé nữa. Nó nhìn thấy chỉ mùng cửa khư rồi. Nó chỉ thua. À, gia đình cũng bảo rằng là trời lạnh quá, với cả cũng không có tiền, cũng không thể đi ra chợ được. Đó, để đi ra chợ thì phải mất tiền đi xe khách ra này. Sau đó là mình phải mua những cái đồ ăn. Bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng với Linh đi vào trong gia đình nhà hai mẹ con bị chồng và con đuổi ra ở riêng nhá. Cái căn phòng nói thật với các bác là thực sự nó quá là nhỏ luôn ạ. Sắp đến nhà của hai mẹ con rồi. Anh Nô đi rất là nhanh các bác. Anh Nô chạy. Hôm qua là có thi chạy marathon với cả anh Nô ở trên đỉnh núi về. Đó. Hiện tại thì mọi người sẽ cùng với Linh đi vào trong cái ngôi nhà rất là bé luôn đó, cái cửa vào mọi người có thể tưởng tượng là cái cửa này rất là bé, chỉ vừa một người chui vào thôi. Đó, bây giờ mời tất cả mọi người đi vào trong này. Đấy, để đây hai mẹ con là cũng ở riêng ở đây. Đó. Gạo này để đâu, chung đi chó rồi. Tại vì là hôm qua Linh đến thì cũng thấy là ngôi nhà cũng không có gạo. Nên chú thầy chỉ mua chỉ nọ là. Chỉ tao vô số gạo. Cô lại cảm động quá lại khóc rồi các bác. Mỏ mong thế bộ chuôn à? Cứ nếp bộ cháu nọ. Cứ chuôn là mẹ cô sáu liên sư rồi. Ngô thì gia đình cũng chỉ còn một ít đó. Đấy. Vô các nhà tuôn đi nhá. Đây của anh Nô đây nhá, quần áo đây nhá. Chú à, ít để bả đâu à, anh Nô phư. Nói tôi bỏ chỉ mua bả phư. Đó. Đây chị à, đây. Mua mà. Nhìn phư sẵn than đi rồi. Phư sẵn, ấy chả có khổ phư không đi. Tí là nhớ là cô là giải cho anh Nô ngủ nhá. Đây cả mua cả một thùng mì tôm này nữa. Đó, để cho gia đình ăn. Nó đi làm nương về rất là vất vả. Đấy tí à, giường ngủ của anh Nô thì là vẫn là ở phía trên này các bác. Nó để hôm nay Linh có thể, tại vì trời sáng hơn thì Linh có thể lên quay rõ hơn. Nhìn phương là ní lò. Nhìn phương xấu rồi. Ở đây các bác, đây cái giường anh ngủ đây. Đó, mọi người thấy cái giường này. Linh có thể trèo lên rõ hơn. Anh ngủ ở xịn tua sọc vừa ưu chứa. Ô, một sọc vừa ưu. Mua, đây để mình xem anh Nô đi ngủ như nào. Ô, phía sau vừa đi giáo một chứa. Thế sao bụi đi chả? Đấy các bác, trời rất là rét. Khi anh chỉ ngủ quanh đây thôi. Ní đỏ bụi ní đỏ. Ở xì phứ à, bụi đi chả, xì vô bà bụi đi chả. Bụi đi chả. Đấy thì anh chỉ ngủ trên gác này thôi. Đó để Linh có thể là diễn tả được cái nỗi buồn của anh. Đó. Cứ nít nịp của nó ấy, nụ. Hả? Nó rồi, anh bảo lạnh lắm các bác, anh ngại. Mua, các bác cảnh vào không? Đó, đây là cái giường ngủ của anh đấy các bác. Mọi người có thể tưởng tượng là khi ngủ ở đây, gió tạt vào, rất là lạnh nhá. Đó, ngô thì gia đình cũng chỉ còn một ít ngô này. Đó. Bây giờ Linh lại đi xuống này các bác. Ui dồi, cái gác này nó còn không chắc các bác. Nhi tí là bụi sáu nhi nó rồi. Nó là. Tại vì ngủ này rất rất. Nó rồi corona, corona rồi rồi chỉ nhớ đó là chúng mình corona. Rồi nhẹ cho gì. Thì do là chạy là tiểu mua là bốn thì tôi sẽ ta.
Hiện tại thì mùa đông thì cũng khá là rét. Anh thì cũng chỉ ngồi sửa bếp thế này thôi. Anh Nô có thích cái gì không? Có nhỉa gì chứ? Hả? Nhỉa gì? Hôm nay rửa mặt nhìn sáng sủa ra nhờ. Thế là chắc là biết mẹ. Khi biết là mình đến thì mẹ mới rửa mặt cho. Đó, tay thì nhìn nó sạch sẽ hơn cả hôm qua này. Thương quá các bác. Đó mọi người thấy rằng là cái ngôi nhà hai mẹ con đang ở đây thì thực sự mọi người nó rất là bé. Đó mọi người thấy là một cái khoảng như này. Sau đó là xong ở bên này nữa là cái khoảng là bếp thôi. Đó. Và nó ngăn cách bởi những cái tấm ván này. Mọi người thấy bên kia là chỗ của em trai với cả một người bố với cả em dâu của anh Nô đây là ngủ ở phía bên kia. Đó. Từ đây thì Linh có thể nhìn thấy rằng là nó có một cái ngăn cách giữa hai mẹ con đây. Đó, thực sự là khi biết được cái câu chuyện này thì Linh cũng rất là thương hai mẹ con đây. Đó. Mà lúc này tôi chỉ mới gì thì tôi giờ bỏ nè thì nào tôi lý cho chị đó gì vậy? Mà cái mà dưới họ tôi bún em đi. Ấy, chưa. Thì để mà mày cho tôi gì nè? Đó. Mà bên mình nó giống thả lưới nhỉ, nó nhỉ popo. Bây giờ thì Linh cũng cái ngôi nhà của gia đình nhà anh Nô thì Linh cũng đã nói cho mọi người biết rồi, tại vì là khi ở trong cái nhà này nó bé quá mà đun bếp ấy nó rất là khói, và khi có em dâu phía bên kia thì Linh cũng không tiện hỏi cái câu chuyện với gia đình, thì Linh muốn là đi sang cái bên ngoài kia để nói chuyện. Một bếp tôi tỏ nên thả lưới gì á. Đây các bác có thể thấy cái cửa này rất là bé luôn, chỉ đóng bằng một cái tấm này thôi đó. Mọi người thấy thực sự là quá thương. Ngồi đi, không chỉ như sau đâu. Nó thì phải uống đi nha, nhưng mà chỉ ăn lu cái gì ấy. Ui ôi, chân này đen quá các bác. Hả chị khâu tu ta chứ nó mới thiết xỉn vô khâu là to trâu vắt như này thì nó mới được trơn đấy. Có đấy, ngồi nhấm hết rồi đây. Bây giờ chị uống đi nhá. Bao tàu khâu tu tàu đấy, vô khâu to trâu. Ờ, mình vắt là hơi xấu các bác, mọi người thông cảm nhé. Đó, thế này đi thì nó không bị nhấm. Ồ, mọi người thấy chân rất là đen nhá. Tani phải chua đi nhá. Tani mì thóc đây tí đun nước lên xong là rửa đi nhá, đen xì hết rồi kìa. Ui ôi, đó, đi sang phía bên này. Một, do là khi còn gia đình người em trai với cả người bố ở đây thì Linh cũng không tiện nói chuyện nó, thì rất là sợ khi là mình hỏi về câu chuyện của gia đình thì đến lúc là mọi người lại cãi nhau, đến lúc đấy lại ảnh hưởng đến Mi Linh nữa. Nên đi buổi chua tê chua. Hay là nị chỉ mua là nị là chỗ rau nhiều táo tê là nã ô tô thứ rồi. Tê chỉ chừng nào thôi, ít chỉ nào thôi chỉ mua rồi. Chừng nào. Thì đây là cái khu vực thôn Ná Ý á. Đây nô về đây nè. Chân phao chân là lúc trời trời chân đuổi luôn à, lên đi tao với cả chân chị mẹ giờ chị phun lên nhỏ lên nhau nè nên đàn tàu như vậy vẫn thì tôi là nhau thì cho nhau mà tất cả tụi này chỉ muốn mình bố nó mà hay là cho nhiều mình nó tất cả này cho nhiều mà mình bự phì thì phải lại mà là dù hay là la hay là mua nhau là trên này tôi cho nhiều hả. Có nghĩa là nếu mà cho chung ấy thì mà cô mà đi vắng thì anh Nô này gia đình cũng không cho ăn các bác. Đó, nhiều lúc là còn đóng cửa không cho vào nhà cơ. Đó, nghĩa có lúc còn ngủ lang ngoài đường rất là lạnh. Đó, thế nên là hai mẹ con cũng quyết định là tự ra ở riêng đó. Như tủ cư chỉ lũ thì lò như lò. Lũ đấy mà nửa bước còn nó cho chỉ chạy ra thôi. Không chờ thì mình vô nè, vô khô đâu nào thôi, chỉ khô mà chỉ muốn mình khô luôn. Khô rồi, khô vô 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 trâu trâu, chỉ vô là chỉ muốn mình vô trâu trâu luôn. Mùa chỉ bọn vô vô khiến sống vô thôi. Thế là chỗ nhẹ thôi, ra lâu chứ mù nhốt phổ bế tê mà hay là chỗ nhẹ. Chứ đầu vô nhẹ nhốt mà chứ vô lúc vô mà thế lì.
Nhi nè nè tu nhỏ nè nè chỉ bỏ khó xếp đây lò. Nè chả nè. Nè bỏ khó xếp đây lò. Dù chỉ thả thôi cô. Đây hiện tại thì bà con này cũng đi lấy nước về. Khó đây lò lò. Đó. Tôi đang đang phải phê. Cô ý cũng có bảo là được cái tấm giấy gọi là giấy sinh ấy, mình gọi là ông trời phù hộ nó xấu, thế nên là cũng không đẻ được một người anh minh mẫn. Nói chung là Linh thấy là anh cũng rất là chăm chỉ, tuy là không minh mẫn lắm nhưng mà anh cũng làm việc rất là chăm chỉ khi đi giúp đỡ mẹ. Đó. Cái móng tay này chắc phải lấy cái móng gì cắt đi, bẩn quá, Linh không mang cái móng cắt móng tay vào rồi. Đó. Nó trộn nhẹ thế à? Thường quá các bạn. Đấy, với cả dâu dài quá rồi, cái này phải kiếm cái cắt dâu đi, cạo dâu đi. Hôm nào Linh vào Linh sẽ mua cả cái cắt móng tay với cả cái cạo dâu rẻ đi. Hôm trước thì hôm nay Linh vào vội quá cũng mua được một ít nhu yếu phẩm để giúp đỡ cho gia đình, hai mẹ con ổn định cái cuộc sống trước đã. Đó. Thực sự là khi đến cái căn phòng nó quá là nhỏ. Cô thì hôm qua thì cũng gặp lần đầu, cũng tâm sự thì cô cũng nói chuyện cũng rất là xúc động. Đó. Nhi nì mà xí dạ nè nhò nì mà bùa cháu nò hào tê nè dù ủa gì hả cháu nò? Như là ủa dù cháu nò tê ờ dù nè cháu cháu nhẹ nè chỉ bảo ủa dạ dù ủa cháu nò tê ờ. Nè mọ tê chỉ bảo ủa ủa tê tê chỉ bảo ủa dạ cô chưa thê phư ờ. Dạ nì ờ nè bảo ủa mà nì nè tư mô mì nhỏ sinh đạo ờ. Chê nè tư bê cho tà xong nè tư chinh nè chinh yên nè tà nè chinh tò đàn đà phê phê. Yeah. Cô cũng bảo là không may mắn là anh Nô lại bị như thế này. Đó. Không thì đúng ra cái tuổi của anh Nô là hiện tại cũng đã gây dựng gia đình. Đó. Cũng có con cái, ổn định cuộc sống rồi. Yeah. Chào mùa lò. Chào tao xỉn gì mà. Chào mùa lò. Chào mùa lò. Chào mùa lò. Chào mùa lò. Anh Nô thì đang buồn đó các bác. Mẹ nói bảo là anh ấy sắp khóc rồi. Tại vì nhìn anh vậy thôi nhưng mà anh cũng biết cái câu chuyện là Linh với cả mẹ đang nói chuyện đây. Phó dù tao tùm nhẫn nhỉ của tu sĩ à? Tao đàn tao phải phế ra chị tu đó. Sĩ giờ dù lâu về ổ tiền thì ba nì dòng dọc từ giờ dù nhót tao nông từ giờ dù我爹爸呢？有现在是现在，怎么能到那么么？怎么能家带不了好啦？嗯，吃苦。头怎么能家带不了好？头能做作业，头让出点教育嘛，头破了。Cô bảo là chỉ sợ là khi cô không còn nữa thì cũng không biết là ai sẽ chăm sóc và ổn định cô đây đó. Cô cũng rất là buồn các bác. Nên nên buồn nhỉ? Mỗi lúc chơi chơi, chỉ là. Là lúc này nè tu nè buồn mua tê của chế chia mua. Đó hẳn ra có chờ nè tư hiểu ư nè. Mì chi ngờ ngờ dô bộ nè tả là ngờ chí mua. Lúc ở chê nè chỉ cho nè như bình dễ tả lộ ám nè. Thế hiểu là con nè dô thấu cứ lúc ở chê lúc lúc ngùa nè. Chê nè bố hiểu ua tả tả. Nhưng mà là khảo nhó tả tả nè tư ngờ chỉ tả nhó. Chế này yếu u u này. Chị mẹ yếu này giao chị mẹ chỉ yếu à? Nữ chỉ yếu. Nữ từ bé từ mình yếu là nữ chỉ yếu. Có nghĩa là cái ngôi nhà đây thì ngày xưa thì cô cũng về đây vất vả. Ngày xưa ở đây là nó làm thợ nắn đây như ở Bắc Giang nhở? Bắc Giang. Ngày xưa là cái khu vực này nó là toàn là đá, sau đó là cô cùng với cả chú thì cô cũng phá hết những tảng đá đó ra, sau đó xây được những ngôi nhà như hiện tại đang sinh sống mà bằng phẳng này. Đó thì hiện tại thì khi cô đang rất là buồn, rất là gọi là tuyệt vọng, tại sao người chồng cùng mình lại đuổi hai mẹ con lại ra ở một cái ngăn phòng nó rất là bé cho hai mẹ con thôi. Nhưng thì thật là nè là uống thì chả chị mẹ trả lý thử tư tủ xiên thảo lô mà cha anh diễn thảo lô mà lú chơi với mẹ quá u lô mà u chỉ cô về thì nhà rất là nhỏ u lô mà u chỉ thẻ ở nhà lòng kỳ chỉ cha mình chỉ gì ta lú chơi nữa cứ lú ngồi cứ lú lùn ra nữa cứ
mà ấy xỉn đi luôn nếu tôi chỉ bu nhô nếu tôi rồi nhẹ tạo được cùng với cả chú ngôi nhà như thế này. Đến thời điểm hiện tại thì chú lại không cho hai mẹ con ở lúc là lúc tù ní chưa tôi không sẽ tổ nhẹ thì à vâng. Tôi mới biết là chúng ta người ra lâu chưa chúng mình đang cả đây cũng được hầu như hầu nhau u chúng mình u mình được tổ nhẹ u mỗi lần thứ chỉ u bún nô lỡ là u chỉ kia thì đại ca nên chia thì chỉ cả hai nô có nghĩa là người nhau thì chết chết rất là ngại khi là kể cả em trai với cả bố con nấu cơm thì cũng không dám ăn đó cũng chỉ dám nhìn thôi. Yêu mua nhiều lâu chỉ mua nhiều lâu chưa thầu nữa chết chứng nó ná này thầu nữa chỉ qua hai nô mẫu tua nó đó. Nó mọi người thì lúc nãy mọi người có thể nhìn thấy rằng là cái ngôi nhà mà hai mẹ con đang sinh sống với cả cái căn phòng ngủ của anh nô đó. Chúng tôi nhìn bươi thế buồn nó nè. Nó nữa bao nó này tiền tiền nó tiền nó má vợ bà. Có nên du này bây giờ thì chỉ bao du rồi khen du thôi rồi. Nô cũng bảo là khi buổi tối ngủ trên gác đó gió thổi về rất là lạnh. Sau đó là cũng bảo với mẹ nhưng mà mẹ cũng nói rằng là mỗi một việc là không biết làm đó là không biết tắm rửa trong chú bản thân. Ủa tiếng này mẹ, phao ở xo tủ xiên nhá. Chú ơi, một mẹ cho tủ lửa chú ơi, ba tỏ gì mà ba nhá. Nếu cháu, nếu lúc lộ, mẹ nãy xong mình mua rồi tới cháu nên nổ. Nếu phụ cháu nên không cháu, lâu nhá nên mẹ bé cháu tới xấu tổ nhé nè mà. Tại khá mẹ chi nữa, mẹ tư nhờ phụ cháu luôn nữa mà chúng mẹ nãy xuống tổ nhé. Nếu mà không bị minh mẫn, tinh thần không minh mẫn, nếu mà không bị như thế thì chắc khả năng là anh sẽ đi làm thuê thì kiếm được tiền đó. Thôi bây giờ thì cũng Linh đã đến đây thì cũng hỏi rõ cái câu chuyện của hai mẹ con đây. Đó thì cũng bị người chồng với cả con đuổi ra ở riêng. Đó thì không biết được cái câu chuyện như thế này. Nhưng mà chỉ tu chỉ phụ sáu bún nhon giờ cậu nó nhon rồi. Nếu như nếu chỉ chú ý anh tu mình chỉ chờ đâu ta chơi đâu ta chơi uống thuốc hoa thì nó chơi chơi bây giờ phải kia phải thế ta chơi thế thì có nhau chơi lúc chơi mà chỉ khi chơi có nhau và xin đề mà có thể tàu nhau sẽ chỉ đề kinh ở nhau thôi nhìn nhiều lại nhau lúc chơi thì nhiều khư này cũng vui là bây giờ là cũng đã chia đất rồi thì hiện tại hai mẹ con thì cũng không có nhà để ở thì hiện tại cũng chỉ ở nhờ chỗ nhà của người chồng bây giờ với cả con trai thứ hai đó. Nếu mà cũng như lời con nói đây là nếu mà hai bố con đó mà không tốt đấy mà tính ác ấy thì sẽ đuổi hai mẹ con đi đó, khi nào vui thì cho ở còn không vui thì là đuổi đi đó. Thì thực sự là nếu mà không biết là đuổi hai mẹ con đi thì họ sẽ ở đâu chỉ ở người chỉ pun nên nhau mà nên dùng một nhau quá thử chưa ủa xin đẹp mà nhau sẽ chỉnh đẹp mà bố u nhau mình chỉ giữ chỉ pun nhau đi ạ. Ừ đứa trẻ u khứ thổ lò gió giờ lòng mà mình nhận rồi đấy chỉ muốn nè chỉ muốn gì u sẽ thề ông cái ta ta tu thèn cái ta mua tu nhát ta thì như u ở trên đây mà nhớ sẽ chỉ đây chỉ buôn nhớ lúc trời cũng là khi cô cũng về lấy chú đây cũng là một người con mồ côi nhưng mà cũng không biết là lý do vì sao lại xảy ra cái tình trạng như thế này đó. Thôi nhở lạnh quá thì một che nhở đi một che nhá mùng xanh đây tao chỉ muốn gì xanh mà là cho xanh đưa chiều ơn hết tôi mà anh nô lại chạy rồi mới giờ khi mới giờ đi một che lạnh quá các bác đó, thì khi tìm hiểu được cái câu chuyện về gia đình rồi thì Linh mới biết rõ về câu chuyện đây đó đây cái căn nhà mà ngày xưa họ vẫn còn ở chung với nhau ở đây đó, còn hiện giờ thì mọi người thấy rằng là họ đã ngăn cách ra đây đấy hai mẹ con thì ở một cái ngăn nhỏ như thế này thôi đó. Rất là khổ các bác. Nó để tao. Tao. Nên chỉ mua tiền dùng rồi. Tiền tao đi mua đi à? Nên chẳng dù nên bún thì bỏ bỏ kê à? Khi tao đi lo bỏ kê đi à? Hiện tại à. Khi của tao đi lo bỏ kê đi à? Hai mẹ con thì ở đây thì nếu buổi tối ấy, thì cũng rất là tối. Nói chung là phía bên nhà bên kia họ chỉ cần bật điện một cái thôi thì bên này mới nhìn thấy được. Còn nếu mà không ấy thì là cũng chỉ là ở trong bóng tối thôi. Nó rào rào phải không? Rào, này.
rộng. Xịt lửa một chút. Lạnh quá nhỉ anh Nô nhỉ? No nhỉ? À. Lạnh quá. Nào. Ừ. Rộng đi. Tao 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 cho nó, cho nó. Không tao. Nào, rộng luôn đi. Tao 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 cho nó. Ừ. Thì khi Linh vào đây thì mới tìm hiểu được. Nói chung là một cái câu chuyện khá là buồn với hai mẹ con đây. Đó. Lửa không cháy các bạn. Nó nói thì nè nhó, để tới rồi. Ê à, nhỏ con một đề rau mùa lửa này mùa sao khó nhau rồi ta. Khói quá. Bố rồi. Ây à, họ bảo là chịu được khói thì mới thoát, mới giàu được. Ủa, thế chỉ mua đài rồi. Đài cũng là... Khói quá các bạn. Một cái căn phòng rất là bé này mà khi anh Nô đây mà ngủ ở trên gác xếp như thế thì thực sự nó khá là lạnh. Nóng quá. Ờ, tao phao rồi. Dưa tao. Thì à. Sao nó. Thái mình ra chỉ một chút. Đó, này. Đó, cẩn thận vào quần kìa anh Nô. Mày tí im gì cu. Tí nữa là nó cháy đấy nhá. Đó, hôm trước thì Linh cũng vào đây thì cũng nói chuyện mọi người là cái gian bếp của gia đình này. Khả năng là đó. Chắc là cái nồi này vẫn là nồi mẻ mén từ hôm qua. Đó, hôm qua thì đó, mọi người thấy mẻ mén này đấy, rất là cứng nhá. Nói chung là gia đình thực sự là khi Linh đến đây là cũng không có một cái tài sản gì cả. Đó, thịt cũng không có. Để đây là ấy, đây là bắp cải nhá. Bắp cải luộc nhá. Này, bên này là ấy. Thực sự là thời tiết ở đây khá là lạnh, không biết đây là nồi gì. Đây nồi này nồi cũ rồi. Đó, cũng không có gì, nói chung là gia đình chắc chỉ có vài con dao gọi là lấy cày đi làm nương thôi. Nói chung là cũng không biết là cái nguồn kinh tế chính của hai mẹ con là kiếm từ đâu. Cũng chỉ dựa vào cái nguồn tiền được anh Nô được bên xã hỗ trợ thôi. Nè mua nó đây chỉ nông gai à? Hàng gai á? 그래서 뭐 만나 그래서 짐 뭐 사 이제 짐 뭐 하는데 일리 어디 돼? 아유. 그래서 유식 뭐 그거 유유한 채는 너는 뭐 때래 내가 그생 그래서 또 지식 뭐 유어래. 아. 응. 그거 nói là cũng là 2 3 tháng mới được ăn thịt một lần. Nếu mà gia đình đi mua được thịt gà đông lạnh hay là cá đông lạnh ở phía bên ngoài những cái quán tạp hóa thì gia đình mới có ăn thôi. Đó. Thì mọi người cũng vào với Linh thì mọi người vào đây thấy gia đình cũng chả có cái gì cả. Đó, chỉ có những cái nồi như này. Hôm nay thì Linh mới vào đây để tâm sự sâu với gia đình thì mới hiểu được cái câu chuyện đây. Đó, thì mong là những cái đồ Linh mua đến thì giúp được một phần nho nhỏ cho gia đình. Đó. Vui quá, nó đi dấu xia rồi hả? À, anh Nô bảo hôm nay vui lắm các bác. Dấu xia mà lừa mà. Chị bác uống mỏi chai ư thế. À đấy, nói chung là dâu thì dài cũng là mẹ cũng hộ cạo hết cho mọi người. Ơ thì tìm về uống hảo chua táo lúc nào rồi mình gì? À hôm trước thì có vào thì đau bụng đấy, hôm qua mẹ thì cũng đun nước cho, đun thuốc cho thì uống thì hiện tại cũng đã đỡ rồi. Không đủ ta, nó thì xỉ cho khó cháu đấy. Chắc là hôm trước Linh vào thì dép rách ấy, chắc là Linh đưa cho 100.000 kia là cũng là mua một cái dép về đeo mọi người thấy. Đấy, chân thì rất là bẩn, đeo dép đến nỗi là nó còn nhuộm luôn cả màu vào cái đôi dép đó. Đó. À, Hải Ly nhá, thế thì sau khi là Linh cũng vào đây thì cũng trao phần quà xong rồi thì chắc là Linh sẽ đi về và cũng chào tạm biệt gia đình. Xem là hôm nào rảnh thì Mỹ Linh sẽ tiếp tục quay trở lại đây để cùng với gia đình ngồi nấu ăn cơm, đó, tâm sự đó. Hôm nay thì Linh cũng phải là phải chạy đi ra chỗ phía nhà
bà cụ với cả anh già nữa để giúp họ làm việc nữa. Nói chung là có một số công việc cần phải làm nữa, thế nên là Linh cũng không thể nán lại đây được lâu. Đó. Mà này phong lên nhau nhá. Tại nó từ xanh mà mà tua, đó, lạnh quá. Trời hết mà nước mũi. Mà chưa tua sửa ơn thì tôi mà chỉ mua chỉ mua nhé. Đó. Tua bỏ phao tủ xe thì chỉ bao tua mua chỉ pu đấy vậy. Nó thì ai thì xanh mà mà tua. Gì thì có cái khứ lòng cũng mi ba chế tức khứ ta. Số nhiều lo tao bé chở ý xong. Yêu cái khứ lo ta cha chú nhá chỉ thả cho gạo luôn đừng cho nhẹ này tủ xe lo. Mà đi nhá, phòng này nhau nhá. Chào anh Nô nhá, tạm biệt nhá. Bye bye. Bye bye anh nhỉ. Anh cho xin nhá. Ngại quá. Mà phòng này nhau nhá. Đi ở đây tôi chỗ đi. Tao. Đấy, cái cửa ấy, mọi người thấy cũng mở rất là khó đây. Đó. Mà nhau nhá này phải không? Tôi chỗ đi. Tao. Mà nhau nhá. Đó thì khi Linh cũng vào được cái ngôi nhà của hai mẹ con thì cũng biết được cái câu chuyện nó chính xác hơn và nó rõ hơn cái hôm trước là Linh đến thì cũng biết được rằng cái nỗi khổ của hai mẹ con nó thực sự là khá là thương hai mẹ con. Và khi nghe được những câu chuyện đó thì Linh rất là xúc động. Thực sự là cái món quà của Linh nó cũng không phải là to lắm, cũng chỉ mong muốn là giúp được phần nào cho gia đình bao gạo, thùng mì tôm, một cái chăn ấm mùa đông đó, để giúp cho gia đình có thể vượt qua cái mùa đông này nó đỡ vất vả hơn. Đi lấy nước hả anh? Vâng. Đó, mọi người lấy xe rùa để đẩy đi lấy từng can nước về để sử dụng nó mọi người ạ. Thế nên là Linh mới nói với mọi người rằng là nước ở trên vùng cao nó là một thứ gì đó quá là quý báu với bà con ở vùng cao, đặc biệt là cái khu vực cao nguyên đá Hà Giang đó. Thì vừa rồi thì Linh đưa tất cả mọi người quay trở lại cái hoàn cảnh của hai mẹ con bị chồng đuổi ra ở riêng. Đến đây là kết thúc rồi. Mọi người thấy hay và ý nghĩa thì mọi người hãy đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh. Một nút like, một nút chia sẻ và một nút đăng ký kênh để có thể lan tỏa cái kênh của Mỹ Linh đến nhiều quý khán giả hơn trong và ngoài nước, để có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khi Mỹ Linh tới. Và video đến đây kết thúc rồi. Mọi người thấy hay và ý nghĩa thì nhớ đăng ký kênh của Thảo Mỹ Linh nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Tạm biệt tất cả mọi người.